Hello anh em đã quay trở lại với channel của mình nha. Ok thì vừa nãy anh em đã xem lại cái thẻ vô cực mùa 10 nha anh em. Đấy, đấy là thẻ vô cực mùa 10 nha. Đấy thì khá là đẹp luôn. Thì cái cốt truyện của thẻ vô cực mùa 10 thì nó quay quanh cái là Ai Cập gì đấy ấy. Mình nhớ nhầm là cái gì nhỉ? Cái gì về Ai Cập đấy thì mình không quan tâm. Thì mình nghĩ là cũng khá là đẹp đấy anh em ạ. Đấy thì cái kiểu lăng mộ Ai Cập các kiểu ấy. Thì ok thì hôm nay mình sẽ review cho anh em là xem là cái thẻ vô cực mùa 10 là có những gì. Thì mình giới thiệu sơ qua thôi, thì giờ thì cũng chưa có cái thông tin chi tiết và chính thức về bản cái bản thẻ vô cực vùng 10 lần này, cho nên mình sẽ gọi là giới thiệu những cái gì mà mình đã thu thập được và cũng như tìm hiểu của mình, thì mình sẽ giới thiệu cho anh em xem thôi. Rồi ok, thì cái thứ nhất là mình sẽ giới thiệu cho anh em xem cái này. Đây 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 là cái ấn của thẻ vô cực mùa 10. Ở đây thì nó sẽ có cái mặt nạ này. Đây cái mặt nạ này thì trông khá là vãi luôn, thì nhìn khá là gọi là chất, thì mình nghĩ là rất là buồn cười luôn, cái kiểu như là mây mây vậy, mặt nạ mây vậy, rất là nhây nhây luôn. Rồi ok, thì còn những phần thưởng ở phía sau thì bên mình thì vẫn chưa cập nhật được, thì khi nào có những phần thưởng khác thì mình sẽ cập nhật sớm hơn cho anh em nha. Rồi ok, đây đây là tiếp theo mình sẽ review cho anh em xem cái hành động mới của là cái thẻ vô cực mùa 10 nha. Thì hành động mới của thẻ vô cực mùa 10 này thì nó sẽ đi như các kiểu là người Ai Cập vậy. Đấy thì nó sẽ nhút nhát như thế này. Đấy anh em thấy chưa? Rất là buồn cười luôn. Đấy thì cái thẻ vô cực mùa 10 này thì nó trang bị cái hành động là cái thẻ vô cực nó sẽ trang bị cái hành động là cái người Ai Cập ấy. Đấy đi cái kiểu rất là vui. Thì mình đánh giá là cũng khá là ok. Thì với cái thẻ vô cực. Rồi thì ok, thì cái thứ ba trong thẻ vô cực mùa 10 này mình muốn giới thiệu cho anh em là đây, thì như trên hình ảnh thì anh em cũng đã thấy rồi, thì trong cái thẻ vô cực nào thì nó cũng sẽ ra gọi sao nhỉ, một nam một nữ đấy, thì nó sẽ ra một bộ đồ của trong của nhân vật nam và một bộ đồ của nhân vật nữ. Thì lần này thì cái bộ đồ này thì nó lấy lên lấy trên nền của cái hình tượng là người Ai Cập cổ đại ấy, thì một nam một nữ, thì ở trên là cái đầu chó đây này mà, khá là đẹp luôn. Thì mình nghĩ là rất đẹp, tất cả đều dát màu vàng luôn. Rồi ok, thì anh em chú ý đến cái ván lướt cho mình, thì anh em sẽ nhận ra một điều rằng cái ván lướt và cái skin súng ấy thì nó sẽ được là dát bằng vàng luôn, khá là đẹp. Thì có skin cũng khá là ghê luôn, rất là chất luôn anh em à. Mình thấy đây, mình đánh giá đấy là một cái điểm mới rất là đẹp luôn, lần đầu tiên mà mình thấy là skin súng màu vàng luôn đấy. Rồi ok, thì mình sẽ đánh giá qua cái skin súng này. Thì cái thẻ vô cực hiện tại là thẻ vô cực mùa 9 đấy mà, thì nó đã được là nó đã có là skin súng rồi nha anh em. Mà anh em nào cày thẻ vô cực thì nó sẽ tặng cho anh em là cái skin súng nha anh em. Thì bây giờ thì thẻ vô cực mùa 10 thì nó sẽ tiếp tục gọi là áp dụng cái chương trình là nếu mà anh em mà nạp và cày thẻ vô cực thì nó sẽ tặng cho anh em skin súng nha. Đấy thì rất là phê luôn. Mình đánh giá thẻ vô cực là mùa này mùa 10 thì sẽ là rất là đẹp. Đấy sẽ có rất là nhiều người mua luôn. Thì đấy là những thông tin mà mình cập nhật được ở những nơi khác, là mình tò mò mình tìm hiểu ở các nhiều nơi, thì mình đã tích lũy và mình đã nói cho anh em biết. Thì ok, thì không biết là ra hay không mà mình nói như thế là cũng gọi là ok rồi. Thì mình có cái gì thì mình nói thôi chứ ai bắt bẻ gì đâu. Rồi nếu anh em nào thấy hay thì hãy nhớ đăng ký kênh YouTube của mình cũng như like và chia sẻ video để mình có thêm những động lực để làm những cái video tiếp theo nha anh em. Ok, thì mình sẽ cố cập nhật những thông tin mới nhất về cái thẻ vô cực và cũng như là những thông tin mới nhất về trong những hoạt động ở trong game nha anh em. Ok, cảm ơn anh em rất là nhiều luôn. Đấy thì cảm ơn anh em đã xem video của mình, thì video của mình đến đây là kết thúc nha anh em.